Hello các bác. Em vừa bón phân xong rồi các bác ơi. Đấy, phân em giải một gốc này là 200 g, chưa đến 200 g đâu. Khoảng 150 g thôi. Đấy. Ôi, là gần được thu hoạch rồi các bác. Cũng tương đối rồi đây. Trái thì cũng 400-500 g rồi đây. Đấy, mưa quá các bác. Đây. Em phải cho phân vào trong những cái túi ni lông này để cho nó đỡ bị chảy. Chỉ bỏ vào xô sách thì nó vẫn nước, nó mưa nó vào á, nó đọng nước. Rồi, em bón xong cái vườn na của em trong này rồi. Đây. Thì em cũng xin nhắc lại các bác là với cái na thái của em còn khoảng hơn chục ngày nữa cắt ấy, thì em hiện tại bây giờ em đang bón phân là 15-19. Nó không có phân 10-20 các bạn, không có. Nên buộc là phải bón 15. Đấy. Cây thì nó khá là xuống rồi các bạn ơi. Đấy. Mưa suốt thế này. Bây giờ mưa thế này mà bây giờ nó đâm chồi nảy lọc là xong rồi các bạn, là vứt đi ấy. Nhưng mà rất mừng là cái là trời nó lạnh các bạn. Đấy, trời lạnh cây nó ngủ đông, nó không thể đâm chồi được. Đây, những cái cành này nó đang nảy chồi đây, nhưng mà chồi này chồi rất yếu, không ăn thua. Đấy. Này, toàn bộ những cái cành này chuẩn bị qua Tết mới làm trái các bạn này. Đấy, như cây này thì khoảng 15-16 trái rồi đó. Đấy. Vừa rồi một số cái nứa đầu các bác. Nứa đầu nó đậu là được thu hoạch rồi ạ. Này, em cũng bán cho mấy bác về quê ấy, làm quà rồi. Đấy. Mấy người về quê cuối năm ấy là cứ mang mỗi người mang vài chục cân về để làm quà. Mà ở ngoài Bắc các bác rất thích ăn na thái. Đấy. Làm quà về quê ấy, là tuyệt vời luôn, trái to mà nó thơm lắm. Về đó mà làm quà thì nhất luôn. Trái này khoảng 400-500 g. Cái na tơ này của em này nó cũng xuống hết lá rồi đây. Đấy, em có tính ra có hơn 100 cây như thế này. Đấy, năm tới bắt đầu làm trái là ok rồi này. Đấy, na tơ này. Đấy, nó cũng xuống lá kệ nó. Nhiều bác cứ nghĩ là nó bị lấm bệnh ấy, nhưng mà không phải các bác nhá, không phải đâu. Cuối năm nó lạnh nó xuống lá đấy. Đây. Cây này vừa rồi cắt mười mấy trái, bây giờ vẫn còn khoảng mười mấy trái nữa. Đây, tương đối. Thôi kệ nó, Tết nhất thì mình nhà. Chủ yếu là nó kịp Tết, trái này cũng được. Trái này khoảng 400. Đấy, thì em mới bón phân xong rồi các bác này. Đây. Đây. Đấy. Em cho 3 lắm vừa vừa. Em giải. Đấy, thứ nhất là mình sẽ nuôi cái trái này. Tập trung nuôi trái này tại vì còn khoảng chục ngày nữa là mình phải cắt rồi, tập trung nuôi. Cái thứ hai nữa là mình sẽ tạo cái năng lượng ở trong cây các bác. Để cho cây nó tích lũy, nó hút dinh dưỡng lên. Đấy, nó không bị suy á thì nó hút dinh dưỡng lên. Đấy. Để nó tích vào cành này. Vào cành và thân này. Đấy, tích vào cành và thân này đến khi mà chúng ta cắt là nó lẩy chồi rất là đẹp. Đấy. Đấy. Cái thứ hai nữa là nếu mà tạnh mưa nữa là chúng ta phải phun cho nó đến 1 đến 2 lần. Nói chung là phun tạo mầm thì phun 2 3 lần, 4 lần được các bạn. Đấy, phun tạo mầm thì không có ảnh không có sợ đâu. Phun tạo mầm là các bác phun ra siêu lần nhá. Còn nếu mà hãm cây á, hãm đọt kết hợp với tạo mầm thì các bác trộn MKB cộng với cả siêu lần. Đấy. Ví dụ cây mà nó còn lá xanh ấy, còn lá mà nó tương đối nhiều trên cây ấy, thì chúng ta phải kết hợp MKB. Ví dụ lá nó nhiều như thế này này. Đấy. Thì kết hợp giữa MKB cộng với siêu lần, mỗi thứ một lửa. Đấy, chúng ta phun. Chứ còn nếu mà cây trụi như của em đây này. Đấy. Thì không cần phải phun MKB đâu. Cái này thì chúng ta chỉ cần siêu lân kết hợp với cả thằng bo canxi. Đấy. Hoặc là amino acid đều được, hoặc là vi lượng. Đấy, chúng ta kết hợp và chúng ta phun để cho nó tích vào trong cây ấy. Nó có sẵn rồi, chỉ vì khi nó ra là nó có luôn rồi, nó đáp ứng đầy đủ cái dinh dưỡng trong cây rồi. Chứ đừng có để nó thiếu bắt đầu mới đi bổ sung là nó rất là dở. Đó. Ta chủ động từ trước bao giờ là cũng tốt hơn. Đấy. Ví dụ cây này là cây natter này. Đấy. Ví dụ cây như thế này thì các bác phải phun kết hợp MKB này. À, như thế này các bác phải phun kết hợp MKB nhé. MKB cộng với siêu lân. Đấy, cộng với bo canxi thì càng tốt, phun cho nó 2-3 cữ vậy đấy. Còn chủ yếu là siêu lân để tạo mầm. Các bác lên phun là MKB. Đấy, cộng siêu lân. Xong lần sau các bác phun là riêng siêu lân thôi. Đấy, để tạo mầm thôi. Đấy, mà phun siêu lân thì các bác nhớ là ngoài cái vấn đề chúng ta phun là lá này, là chúng ta phải phun là cành. Đấy, phun là cành này.
Tại vì nó tạo mầm, nó tạo luôn ở cái chỗ nó làm cho ức chế là nó lẩy những cái chồi đây nha. Nó đây, nó sẽ tạo những cái mầm ngủ mang bông ở đây, nó nằm sẵn ở đây rồi. Đấy, khi mà gặp khí hậu thuận lợi đúng không? Chúng ta bấm cành phát thì chúng ta có thể rong nước vào này. Đấy. Là cây của chúng ta là nó lẩy chồi đồng loạt luôn. Đấy, khi đó thì chúng ta phun nào. Phun thì ra hoa đồng loạt rồi phun một ít thuốc sâu nhẹ bảo vệ chồi các thứ, sau này em sẽ làm video cụ thể sau. Đấy. Còn bây giờ thì chủ yếu là các bác gặp phải trường hợp như em này, trái đang chuẩn bị này. Đấy, đang chạy đua để bán Tết này. Đấy. Còn nếu mà cảm thấy không kịp nhá thì để về giam đến riêng luôn. Đấy. Không kịp, chứ còn như của em này thì kịp thoải mái. Đấy. Em cắt là ngày bao nhiêu nhỉ? Bên là trên video có quay cho các bác ấy, nhưng là riêng em cắt là vào ngày 15 hay 16 tháng 7 âm lịch gì đấy. Đấy, 16 thì phải, từ ngày 16 đến ngày 18. Đấy, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 âm lịch. Quá nhá. Đấy, em cắt đây này. Đấy, 16 ngày 18 tháng 7 âm lịch là nó đúng vào Tết luôn. Còn những bác mà cắt vào tháng 8 thì em cũng biết là tùy theo vùng, có thể khí hậu nó lạnh nó nóng á. Chứ chỗ em nó lạnh cả tháng 2 tháng nay rồi. Đấy, nếu mà trong trường hợp mà khí hậu nó ấm ấy, thì nó sẽ trước Tết đấy. Nhưng mà nó lạnh rồi. Đấy, một số trái khả năng không kịp Tết đâu. Không kịp, cơ bản là sẽ kịp. Cơ bản là sẽ kịp hết. Đấy, trái này, trời mưa quá. Đấy, nước này, chảy trong tòng này. Đấy. Rồi, em đã bón phân xong. Đây, vừa bón phân xong đây. Đó, vừa bón phân. Thì chỗ em tiện lợi cái là nó đang mưa. Đây, đang mưa này, trời mưa mù mịt này các bác này. Có thấy nhìn thấy hạt mưa không? Đây, nhìn thấy hạt mưa này. Đấy, mưa thế này thì chúng ta bón này thì nó sẽ tan dần, ngấm dần. Đấy, trái na của chúng ta nó sẽ lớn. Đấy, mà chúng ta bón cái phân có hàm lượng kali cao vậy nó sẽ không bị đẩy chồi. Không bị đẩy chồi đâu, mà nó đang dồn dinh dưỡng vào làm cho trái nó thơm ngon hơn. Nó ngọt hơn. Đấy. Rồi thế các bác nhá, em thì cũng mưa quá, đang mặc áo mưa đây. Đấy, nói chung là cũng cơ bản ướt rồi, ướt gọi là cũng gần hết rồi. Ít có chỗ mà khô lắm. Nên là cũng làm video, tranh thủ làm video để gửi các bác chứ bận quá nhiều khi cũng không có dịp. Đây, cây này thì làm tới làm trái là ok này. Là tư. Úi trời. Trồng nghệ vào đâm ra là đi lại rất là khó khăn nhé. Sang năm em sẽ không trồng nghệ nữa. Đấy, sang năm vườn na nó to ra rồi. Kín rồi, không cần phải trồng nghệ nữa các bạn. Úi trái to thế. Đây. Trái căng hết cả túi rồi. Trái này chắc phải 6-7 lạng. Cái mùa này thì cái mùa Tết này thì làm trái mà bảo đạt ký thì khó lắm. Rất là khó nhá. Làm trái mà đạt được cỡ 1 ký là rất là khó. Chúng ta không trông mong điều đấy đâu. Đây sao bung ra rồi. Trái rồi. Vàng vàng ở đây các bác này. Trái vàng vàng ở đây. Đấy, vàng vàng rồi. Trái vàng vàng này rồi, nếu khoảng tuần nữa là thu hoạch đã ok rồi. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.